Xin chào các bạn. Hôm nay mình đang đứng ở tại cái gọi là ngôi nhà sen, gọi là Sen House, tại số 38 Điện Biên Phủ, tại tỉnh Đồng Tháp, thủ phủ sen hồng á các bạn. Đây, lúc nào mà có chữ sen. Đây là các sản phẩm của tỉnh Đồng Tháp. Đây là những giỏ hàng để chuẩn bị Tết đó các bạn. Đây là cái giỏ này nè, được làm bằng làm thủ công từ bàn tay khéo léo của các chị em vùng quê đó các bạn. Cái sản phẩm này thì đã được đến tay các chị em phụ nữ ở các nước, rất là đẹp phải không các bạn, rất là đẹp, rất là sắc sảo. Sản phẩm này khi mà đến tay các bạn nước ngoài thì cái giá thành nó cũng lên rất là cao, tại vì mình tính bằng đô. Đây là những sản phẩm đặc trưng, đây là những sản phẩm đặc biệt của tỉnh Đồng Tháp. Cái giá cũng rất là hợp lý ha các bạn, rất là hợp lý. Receptionist thì rất là dễ thương phải không các bạn. Đây là sản phẩm dừa, dừa sấy giòn, các loại có hương vị khác nhau, dừa hương vị mãng cầu, hương vị thanh long, hương vị là dứa, cho chúng ta những cái hương vị rất là khác nhau, đậm đà từng quê hương. Đây là sản phẩm đặc sản của tỉnh Đồng Tháp, bánh phồng tôm các loại. Sinh thái mini cũng đặt tại cái vườn Sen House. Tôi sẽ dẫn các bạn đi một vòng. Hoa lan,
sen. Dẫn các bạn đi một vòng. Đây là cái vườn sinh thái mini á các bạn. Cứ lâu lâu mình sẽ cung cấp cho các bạn những cái kiến thức về vườn sinh thái ở quê nhà. Hôm nay tại tỉnh Đồng Tháp, tại quê nhà của mình, vậy mà mình cứ bận để mà mình không có đưa được những cái thức phương quý đến các quý vị cho nó sớm. Hôm nay cũng nhân dịp là bạn của mình ở Sài Gòn về, mình đến đây nhân dịp mình chiêm ngưỡng luôn. Mình sẽ cho các bạn những cái thước phim để cho các bạn được chiêm ngưỡng miền quê Đồng Tháp hài hòa. Ở đây là gọi là Sen House, tại bài 38 Điện Biên Phủ nha các bạn. Đây là cái nơi mà để các quý vị được thưởng thức những cái ly rượu từ cái sản phẩm sen hồng đó các bạn. Sen phong lan, bây lấy thì ảnh thật, bây giờ thì lại là cảnh đẹp, ai cũng thích cảnh đẹp phải không các bạn? Kim Đình cũng rất là thích, mỗi lần thấy cái màu xanh lình rất là mê, luôn luôn yêu màu xanh. Thì màu xanh nó đem đến cho mình một cái gọi là cảm giác rất là dễ chịu. Đây là cái khu vườn, đây là cái cây bưởi gói gọn, nó nằm ở trong một cái chậu đó các bạn, nhìn rất là bắt mắt phải không các bạn? Xe hơi đang xếp hàng để mà đến chiêm ngưỡng những cái cảnh đẹp tại tỉnh Đồng Tháp. Thiên Tuế, đằng kia là cây Thiên Tuế, kia là dừa, cây dừa kiểng rất là đẹp. Mình đi một vòng, đây là chiếc xe lam để chở các quý vị đi vòng vòng một cái nơi gọi là vườn sinh thái mini. Đây là cái xe hồi xưa ấy, cách đây khoảng 5-70 năm đó các bạn. Cái xe này 5-70 năm rồi. Rất là đẹp. Xin cảm ơn các bạn, mình kết thúc video tại đây.